Cũng trong ngày hôm qua, hàng trăm học sinh Việt Nam đã cùng nhau đưa những ý tưởng xanh vào tranh vẽ tại lễ phát động cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em năm 2024 tại trường Nguyễn Siêu, Hà Nội. Cuộc thi năm nay khuyến khích các em học sinh tìm hiểu thêm các thách thức về môi trường và khí hậu, cũng như chia sẻ các sáng kiến, suy nghĩ và tầm nhìn của mình. Làm thế nào để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Cuộc thi nằm trong chương trình kỷ niệm 53 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch. Tại lễ phát động, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam bày tỏ mong muốn đây sẽ là diễn đàn thu hút sự tham gia của học sinh Việt Nam. Cuộc thi dành cho tất cả học sinh Việt Nam từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở. Những thí sinh đạt giải sẽ được công bố và trao giải tại lễ trao giải sẽ diễn ra vào cuối năm học 2024-2025 tại Hà Nội. Ngày 25 tháng 9, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức lễ phát động giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp công trình xây dựng năm 2024, giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2024 và tọa đàm sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong công nghiệp, giải pháp công nghệ và tài chính. Giải thưởng hiệu quả năng lượng nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đồng thời thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến, đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Các giải thưởng kỳ vọng đóng góp cho mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 đến 10% trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Thời gian nhận hồ sơ tham gia bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 11 theo cả hai hình thức là bản giấy và bản điện tử. Dự kiến công bố và trao giải vào tháng 12 năm 2024. Cũng nhân sự kiện này, Bộ Công Thương đã tổ chức tọa đàm giải pháp hiệu quả năng lượng trong công nghiệp.